Xin chào. Đây đang đào cẩm mù về trồng. Trầm nhé. Tập lấy giá lại cho đi. Nó hôi hôi chứ gì nha. Hôi cất gì à. Mùi đó ở đâu rồi? Coi chừng cho mình thọc cho rồi trống rễ nó đầu xa xa ra chứ. Xa xa cho trong cái góc của nó. Xa ra. Cây cẩm này gỗ tốt không? Tốt. Nhưng mà không bằng gỗ là chỉ đỏ, cẩm chỉ ha. Dạ. Alo. À, chưa, xe nó chưa múc. À, do rồi sáng xuống rồi hỏi lợi, lợi nó ở cái xuống nào múc. Thì xuống thì xe là nó là đi múc đất cho xe của nó. Múc đổ lắp á, nó trưa kia là xe nó nghỉ rồi nó múc qua là nó múc. Ở đâu? Bên đó. À dạ, à, cứ đào thử đi mà nếu còn dư thì để đó, bữa sau cũng cây khác. Bỏ vô. Tí do bây giờ xả nó, xả vô nó hai cái cây thật to nhất á, bữa coi đó. Là nó cây này xả để lại để trồng ở đây được thử. Này thì ông đi hơn ông. Để mấy ông ạ. Cao. Để đi hơn này cao này mà ở đạo thì rừng. Còn lại bây giờ gọi cho thằng lại để nó giấu. Mấy mấy ông ạ. Anh chưa biết. Nhưng mà con mà dùng phun. Chưa biết để lại hay lại. Để cầm cái. À cái đào đi. Nha, cái đào mà cái để sẵn đấy về sau còn cái khác nữa mà. Từ từ cái tiếng còn có. Đó. Có gì chưa hồi múc thì xin nói không lắc lời nó vô đã lời nó vô để quyết được hai cây đó có lấy hay không. Nếu hai cây đó lấy thì nó tăng lên hai lỗ, mà nó không lấy thì nó sụp đi hai lỗ. Má được tới luôn à, đó bây giờ nếu mà hai cây đó mà không chở thì cần là mấy cái chút chút thôi, xe tải đây đào xong rồi này. Mấy cây này khiêng đi cây tải nó cây khiêng còn được nữa chứ không cần cây chậu đâu à, hay là để cây chậu đâu. Chứ còn cây chậu đi là tốn tiền à, cây chậu là nó đây nó còn chậu cái cây cung rồi nó cho nữa quan chủ nữa à, rồi. Với cây gốc bằng lăng nữa. Đâu rồi?